kem trị mụn ẩn retinol có hiệu quả không? Giải đáp, review top các sản phẩm tốt. Kem trị mụn ẩn retinol là một dẫn xuất của vitamin A được sử dụng rộng rãi trong ngành mỹ phẩm mang lại hiệu quả tốt cho việc chăm sóc da. Hiện nay, retinol tồn tại ở cả dạng uống và dạng bôi, có khả năng ức chế và loại bỏ tế bào chết cũng như kích thích sự phát triển của tế bào mới. Retinol còn có thể làm giảm sự hiện diện của các sắc tố melanin, làm mờ dần các vết thâm nám, tàn nhang. Do đó, việc sử dụng retinol còn có thể trị mụn hiệu quả, trẻ hóa làn da, đồng thời giúp lỗ chân lông thông thoáng hơn, ngăn chặn sự tích tụ của dầu thưa. Với những công dụng trên, có thể khẳng định retinol trị mụn là dòng sản phẩm rất cần thiết cho những bạn đang gặp phải vấn đề về mụn. Trên thị trường có rất nhiều dòng sản phẩm retinol khác nhau, nhưng nổi bật và được ưa chuộng nhất hiện nay là các sản phẩm sau. Obagi Retinol Cụ thể, sản phẩm này sẽ giúp hỗ trợ trị mụn, kháng viêm và giảm sưng đỏ ở các nốt mụn. Ngoài ra, dòng sản phẩm retinol này còn có thể ngăn ngừa các dấu hiệu sớm của lão hóa da. Chống oxy hóa, thúc đẩy tế bào da mới phát triển. Collagen cho Clinical 1% Retinol Trim Ten. Hoạt chất ceramid có trong sản phẩm mang đến tác dụng dưỡng ẩm, hạn chế sự tấn công của bụi bẩn hay ánh nắng để da khỏe mạnh hơn. Sản phẩm có thể sử dụng 3-4 lần, tuần, đặc biệt phù hợp với những người có làn da khô, thường xuyên gặp phải tình trạng da sần sùi. Thô ráp, Hãy click vào link bên dưới để xem thêm nhiều cách trị mụn ẩn hiệu quả nhé.